Chào Trần Nam, mến chào cô chú chị và các bạn quay lại với video của Trần Nam nha. Đó, thì tháng nay bà con sắp hàng ở trên đường trên thì cũng không có đông lắm ha cô chú chị, thì cũng tùy duyên thôi. Đó, thì thầy đi hướng này thì bà con được gặp, hoặc là thầy đi hướng dưới kia thì bà con cũng được gặp dưới kia. Đó, cũng tùy duyên ha cô chú chị. Đó, mến chào ngày mới tất cả bà con cô bác nha, cuối tuần thật vui vẻ nha. Đó, nhớ ủng hộ kênh của Trần Nam nha. Dạ, Trần Nam TV. Nhìn rất là thương luôn, mấy cô mấy bà mấy chú mấy bác đến rất là khuya, nó ship hàng rất là lạnh luôn á. Đó, thì để coi hôm nay là thầy hữu duyên hướng nào ha, một trái hai phải thì mình chưa biết được. Dạ, đến đây là tùy duyên hết. Thì Nam sẽ cập nhật cho bà con cô bác này xem. Đừng có quay nha. Quay đồ quay đi. Chứ hôm qua đi bên đây mà. Đó, cô chú anh chị ơi, thì giờ khoảng đâu một tiếng nữa thầy có thể đi để coi bao nhiêu rồi. 5:40 rồi, 40 chắc hơn nửa tiếng nữa thôi là thầy đi ha cô chú chị. Thì nó ra rồi. Ai thì nó? À không biết chú. À. Không biết. À. À, chú ơi, chú ơi. Ông Thành đâu có trong đó đâu. Đó, không biết là thầy đi hướng nào ha cả nhà mình. À, đây là đầu trên ha, hướng bên tay phải của công ty ha cô chú chị, cũng khá là đông ha. Nhìn chạy đâu dưới vậy? Thì có xe máy này, cái phang này cứ đi bộ quá chết. Hai bà kia cho tiếp bụi cây làm gì để thằng nhỏ nó phải ngồi đốt cây. Hai chị ơi, ra đi. Khổ ghê. Mất một thằng nó phải đốt cây. Dạ, di chuyển giúp con, đây không có gì đâu, dọn đây cái nhà người dân mà, mình cứ di chuyển đi. Dạ.
bữa nay rất là đông hay cô chú chị, nhưng mà cũng rất là trật tự, cho nên sư Minh Tuệ đi gieo duyên với tất cả bà con rất là tốt đẹp nha. Cảm ơn tất cả bà con cô bác mình đã giữ an ninh trật tự. Đó, bà con cô bác mình bữa nay thổ nguyện hết rồi. Đó, mãn nguyện rồi. Dạ, gọi về nhé. Đó, bữa nay ai cũng được mãn nguyện hết rồi. Rồi, bye bye. Rồi, bye bye nha. Chừng nào về Vĩnh Long alo. Hẹn năm sau gặp lại tiếp. Dạ, không được rồi. Dạ, bây giờ thầy đã đi gặp mọi người hết rồi. Thầy không, mọi người không có đi gặp nữa. Dạ. Đó, bữa nay rất là tốt đẹp các quý vị. Rồi, cảnh bà con rất là đông ha. Thầy vào bên trong thật rồi. Mọi người di chuyển. Dạ, bữa nay gặp được rồi, về đi, mình còn đầu tuần mình còn đi làm nữa. Hai lần được rồi. Bữa nay hạnh phúc lắm cả nhà ơi, tất cả bà con cô bác mình được nhìn thấy sư Minh Tuệ ha, ai ai cũng hạnh phúc, ai ai cũng quan hỷ hết. Thì Trần Nam cũng xin phép kết thúc video ha, cảm ơn tất cả cô chú anh chị mình đã theo dõi kênh của Trần Nam. Chúc cho tất cả cô chú anh chị mình một ngày cuối tuần thật là vui vẻ, an lành và hạnh phúc nha, bye bye.